đau. Bệnh tật không thể ngăn cản được nghị lực phi thường của những con người bình thường. Mình nghe bệnh tật chứ mình vẫn vừa khó qua. Mình tàn tật thật, nhưng mình chỉ tàn chứ không phế. Tôi bị bệnh lao phổi nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc. Mình đó mình vươn lên. Và với thông điệp cất cao tiếng hát lấn át khó khăn, chương trình Hát Mãi Ước Mơ hy vọng có thể thắp lên được những mơ ước vẫn còn đang dang dở. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với một chương trình âm nhạc giàu tính nhân văn, Hát Mãi Ước Mơ mùa 3. Hát Mãi Ước Mơ đã quay trở lại và đó là một cái điều mà mọi người, những khán giả hâm mộ rất là mong chờ. Và tôi cảm nhận được cái sức nóng của chương trình ngày càng lan tỏa. Có Hát Mãi Ước Mơ thì đó là cái nơi mà mọi người cùng hướng cái trái tim của mình về. Và cứ mỗi mùa thì những cái hoàn cảnh mà được giới thiệu nó lại làm cho chúng tôi phải nghẹn ngào. Tại lúc đó là chị đã vướng tiểu đường với bị tim rồi, chị đánh đổi cuộc đời, chị đã sẽ sanh nó. Con thấy con tuyệt vọng, con muốn mất đi giống như ba mẹ con. Nhưng mà con nghĩ là lời mẹ con nói là cố gắng nuôi hai em, không có tiền nên nó phải ra đi. Cuộc đời không có công bằng với chị. Quá nhiều điều bất công và quá nhiều cái nỗi đau mà một con người cơ bản phải nhận được. Cảm thấy rất là nể phục chị. Từ những cái hoàn cảnh mà cùng cực nhất, họ vươn lên trong cuộc sống và họ làm những cái điều rất là lớn lao và vĩ đại. Em hãy biến cái khó khăn của mình thành sức mạnh. Cuộc đời nó luôn luôn sẽ có một ánh sáng ở phía cuối đường. Sẽ cố gắng với những gì anh nói, sẽ không bao giờ buồn hay mặc cảm với số phận của mình. Cho nên dù có khó khăn bao nhiêu đi nữa, mình sống lạc quan yêu đời. Đây em lấy hết can đảm của mình để em hát cho chị của em. Rất là xúc động với câu chuyện mà bạn mang tới ngày hôm nay. Và cũng rất là cảm ơn bạn vì đã tới đây mang giọng hát của mình để có thể giúp ích được cho Mái Ấm. Cho con gánh cả đôi vai thân cò lặng lội sớm mai vai gầy. Mẹ già là sắp xa cây, lờ đâu lá rụng tội này gánh sao. Vượt biển dầu mà muốn trùng mà băng qua hãy để âm nhạc xoa dịu phần nào nỗi đau về tinh thần và viết tiếp những câu chuyện về ước mơ. Con sẽ học, con sẽ không phụ lòng các cô các chú. Nếu mình giúp được em thì sau này em có điều kiện thì em sẽ có thể giúp đỡ lại những người khác, những người có hoàn cảnh khó khăn giống như em lúc bé. Tạo một cái điều kiện gì đó, làm một cầu nối để mình giúp đỡ họ vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn, vượt qua áp lực cuộc sống. Từ những cái mảnh đời khó khăn hơn mình còn có thể có thêm sức mạnh cho chính bản thân mình nữa. Phải nói là chương trình của mình quá là ý nghĩa, quá là nhân văn. Không những có những thí sinh đã đem lời ca tiếng hát của mình để thi, để mà giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, mà chương trình của chúng ta còn gắn kết hạnh phúc, kết nối lại hạnh phúc cho mọi người nữa. Đón xem chương trình vào lúc 20:30 tối thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 19 tháng 7 năm 2019 trên kênh HTV7.